Ai cha, chú Phượng này đang làm gì á? Gọt trái cây cho chê nè. À, đã ta. Ừ. Trời đó, coi kìa, coi kìa. Gọt apple cho chê nè. Trời ơi, ngoại gọt táo với đây cho con ăn kìa chê kìa. Chê ơi, chê ăn táo, chê ăn táo không? Thím, cái táo này là nó có bột nhiều không Thím à? Không, táo này ăn giòn giòn, chua chua. Táo này táo Nhật á. Phải không? Ừ, không phải bột, táo này không có bột. À, táo này táo khác. Ơi, đã ta, ngoại gọt cho chê ăn nè. Chê ơi. Nè, để mẹ lại nè. Mẹ lại mẹ bông chạy. Đó, 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 đó. Thấy chưa? Đó, ngoại gọt cá cho chị ăn nè. Đứng chờ nha. Mình đứng chờ, mình phải kiên nhẫn mình chờ nha. Chờ cho hết nha con. Ngoại nha. Nha. À ngoại. À đi cho. À mâm mâm. À đi. Hả? À đi cho con biếng nha. Chị vô mắt kiến của ngoại đó. Vậy á hả? Ừ, à, mắt kiến đẹp, mắt kiến ngoài đẹp. Ừ, mắt kiến ngoài đẹp mẹ biết à. Đẹp quá mấy đứa đẹp. Nó đẹp phải không? Đó, ù, đã quá. Ngon quá, yummy, ngon quá. Yummy, 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 yummy. Ngon quá. Ờ, à, bây giờ chơi miếng nhỏ hay miếng lớn nè. Nhỏ hơn ngoại ơi, nhỏ hơn ngoại ơi. Chơi miếng nhỏ hay miếng lớn nè. Đó. Chơi dạ đi, chơi dạ ngoại đi. À ngoại. Dạ. À mâm mâm. À mâm mâm đi. Bà gái lấy cái miếng này, bà gái ăn miếng này. Ồ vậy hả? Ăn miếng này. Về ngon lắm à. Miệng rồi đó. À mâm mâm à. À ngoại đàng hoàng. À giỏi. Giờ làm thôi chứ bác. Mình phải ăn nó mới ăn. Ngon không? Ừ ngon quá. Ngon quá. Ngoại ăn trái cây giỏi chưa? Chê ăn trái cây giỏi quá nè. Chê giỏi quá nè. Đây mẹ ăn thử miếng nha. Mẹ với con vô nha. 1, 2, 3, vô. Vô. Vô, rồi cho mẹ miếng này. Ngon quá. Mì ngọt lắm. Ngọt. Ngọt lắm á. Mềm ngon lắm nè, ăn thử má. Cho mẹ miếng. Trời, con lấy 2 miếng ăn. Ăn đi. Năn nỉ mà. Gì? Cái gì à? Không biết nữa. Muốn nó lớn luôn. Không. Rồi, bây giờ bà ngoại gọt trái lê. Lê nha. Cho chê ăn thử luôn nha. Thử lê nha. Chê ăn thử trái lê. Con có cho em ăn lê chưa? Chưa luôn. Chi vậy? Không có trái cây cho em. Nó không ăn cái nó không cho em mà có nhà cũng có ăn đâu. Ở nhà tôi ăn cháo ngày 4 bữa. Ờ, rồi bữa trưa bà cho nó ăn một hai cái bánh này nè. Rồi có, ví dụ hồi bữa có cherry với lại dâu ở nhà đó. Si, cũng có cho nó ăn một hai cháo chứ không có cho ăn nhiều. Tại vì nó không ăn ăn. Cho em ăn, cho em cháu quen. Không có vô. Con trời đất ơi, biết con, ba con gái biết con mà dinh dưỡng rồi này kia là con. Nó có dinh dưỡng rồi này kia là con đâu có thiếu cho nó đâu. Mà phải, nhưng mà con ở nhà nhiều với nó, con mới linh hoạt, con muốn cho nó ăn gì nhiều quá, con mới linh hoạt được. Mốt nghỉ 3 ngày đi. Không, mới mốt còn quại qua, bây giờ còn tháng mấy, 2 tháng nữa nè. Ui, ngon quá vậy. Đang lấy cắn ra nước xong rồi nhạt nhạt cái. Hơi nước xong rồi. Ui, ngon quá, ngon quá. Cho mày biết. Một thùng luôn hả? Hả? Cho ngoại ăn miếng nè con, cho ngoại miếng nè con. Ngày mai ăn. Đó, đã quá. Ừ, ngon quá. Rồi dạ. Ngoại, ngoại cắt chơi. Chơi chơi miếng lê coi thử. Ờ, chơi cho ngoại miếng này đi, ngoại cho miếng lê. Miếng này. Rồi, cho tay ngoại đi. Cho ngoại miếng. Bỏ tay ngoại, bỏ tay ngoại. Bỏ lên ngoại đi. Bỏ tay ngoại đi con. Chị nha, chị nút hết nước rồi chị bỏ ra lại. Mà bảo đảm thêm nghĩ cái này nó không thích bằng trái táo. Phải không? Không biết sao, tại ngọt chứ nước. Không à, chưa biết à, chưa chắc à. Ngày mai ăn thử cái này coi, cha cái này ngon à. Ồ, ngon quá. Ngon quá. Thôi, bỏ xuống rồi. Ăn cái này thôi. Ăn cái này nè. Ăn hết. Anh nút cái miệng nó thấy thương lắm. Ngon không? Thôi, cái nào ngon không? Cái nào ngon con? Cái nào ngon không? Nào ngon không?
Tại cái này nó có chua chua ngọt ngọt. Phải không? Ừ. Ngồi lại đây con, lại cho con ngồi ghế này. Ngồi ghế này, đứng lại vô nổi chân quá. Này có chua chua ngọt ngọt. Đó, đúng rồi. Bà cố ăn miếng ngon. Nè. Cắn vào ngoài miếng coi. Ôi trời ơi nè, nó cắn. Cá mỏng mỏng, cá mỏng ăn cho bà cố một chút xíu à. Mềm lắm. Nó hả? Cảm ơn. Ngon lắm. Mà cũng khó không ăn đặc lắm. Lâu quá mà không ăn rồi chứ cháu. Bà hai á thì ăn cái này được. Rồi đúng rồi. Không. Ngắn với bà ăn là phải ăn một chén đậu hũ quá ngon. Còn ở dưới á. Đậu hũ còn dưới á. Lê ngon à. Nè chú em nghe có không? Em cắn miếng bự quá em không có nhai được. Cái em hiểu rồi ngâm. Nè em cắn nhỏ nhỏ đi em. Thơm quá. Em ơi em cắn nhỏ nhỏ đi em. Thương em quá em ơi. Ngon con. Ngon quá. Đây Hàn Quốc ngậm nước đó mọi người. Ừ. Ngậm nước đó. Trời ơi ngon bá. Cốc cốc. Vô. Cốc vô. Vô. Trời ơi. Ăn này như uống nước. Ăn này như uống nước vậy đó. Ăn như uống nước luôn. Để con đem xuống, ê, cắt cho con miếng con đem xuống cho Điều Quỳnh miếng. Ừ. Nhân miếng này bự nè. Không, Điều Quỳnh thích ăn táo, con đem ăn táo. Trời ơi. Nè, ngồi đi ngoài. Ngồi ngoài. Đây, rồi đó. Lấy cái dĩa nhỏ luôn. Để nó. Có dĩa giấy dĩa rồi. Hãy chê cho chị ăn miếng này được. Chén này cho chị bà biết. Này ngon mà, táo. Táo thiệt là ngon. Táo là rất ngon rồi đó. Mẩm mẩm. Ủa, này bữa nay bác gái bỏ hả? Hả ăn? Bỏ chứ không. Ráng lấy cho bên này. Cụ bị chính giữa đó. Vô. 2, 3. Vô. 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 Hai bà cháu ăn táo á. Hai bà cháu chơi ăn táo. Quay là những khoảnh khắc lúc bà chay. Trời ơi, có cái miệng của khăn không? Thấy không? Trời ơi, trời ơi. Nhai coi, nhai coi, nhai coi. Nhai coi, nhai. Nhai chú coi coi. Cắn á, cắn mạnh vô đó, đó, đó. Ủa, trời ơi, cắn cắn dữ chưa? Nhai. Ủa, trời ơi, nhai mà lắc, lắc nữa. Nhai mà lắc lư nữa. Đã nhai quá. Nhai được con tàu. Không, hồi nãy giờ ăn lê nhiều hơn. Ừ. Trời, cái gì mà dồn vô miệng dữ vậy? Ăn hết này ăn chưa? Chú mày à? Ăn gì không? Coi. Nó thấy để kể bác gái nghe, mỗi lần mà cái con để camera trước mặt nó cái làm nè. Làm sao con? Làm sao? Đang ăn rồi. Ok. Đang ăn. Không nhai mà cứ cả miệng ra cắn hoài luôn. Nhỏ ra. Hả? Thấy không? Hả? Ngon ta. Ăn lê, ăn lê, ăn lê. Chịu nổi không? Chịu đời nổi thôi. Về đi qua chi cho về nhớ chết luôn ta. Thương cái vừa bước vô nhà cái đi lại con liền đòi liền vậy đó. Thôi có. Đang kể bắt cái ngày mỗi lần mà con để cái camera trước mặt đó, cái đó làm gì nè. Xạo xạo. Bây giờ xạo dữ lắm rồi. Giờ nó xạo. Giờ ta biết luôn rồi chứ. Sao? Mỗi chân hả? Mỗi chân ngồi xuống à? Mỗi chân nha. Chú giỏi quá ta. Hết rồi. Hết rồi. Nữa không? Nữa không? Ăn nữa không? Bỏ hết miếng lê vô miệng rồi đó. Bỏ vô cái gì vậy đó? Rồi, nhả ra, nhả ra đi. Nhả đi. Chi vậy ta? Chi vậy? Cắn miếng nhỏ nhỏ rồi nuốt thôi. Xíu thôi con. Không. Nhai vậy mới mới ngon. Rồi, uống miếng nước vô. Lê nước không rồi uống nước gì nữa. Lê nước không uống nước.
Ăn đi, ăn rồi rửa tay ngủ nha. Hả? Còn, nó chưa đâu. Ăn đi mà đã buồn ngủ lắm rồi đó. Đã rồi chưa? Ngon quá đi. Cho ngoại. Cho bà cố không? Cho bà cố không? Cho cố không? Dạ, không cho. Nhai à, nhai cho cô chú coi coi, nhai coi. Nhai đi. Nhai đi. Cho cố xin đi, cho cố. Cho cố xin. Cho mà. Nó no, cho nhược lợi, không cho cố hả? Cảm ơn nha. Bỏ xuống đi, có chịu nổi không làm bộ hoài. À. Cảm ơn nha, có chịu nổi không? Nói cố ạ à đi, nói cố ạ à đi. À. Cố ạ à, đi nè, chơi cho cố nè. À. 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 Đâu có thèm đâu. Cho con. Rồi nãy giờ ăn xong chưa? Ăn no chưa? Ăn no chưa? Ăn no chưa? Xin chào cô chú, bye bye cô chú. Chơi ăn ngon miệng quá rồi. Xin bye bye cô chú nha. Rồi. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Xin chào.